Đến với các phương trình lượng giác trong đề thi tuyển sinh đại học năm 2008. Đầu tiên là đề thi khối A, giải phương trình 1 trên sin x cộng 1 trên sin của x gì trừ đi 3 pi trên 2 bằng 4 sin của 7x trên 4, xin lỗi là 7pi trên 4 trừ đi. Việc đầu tiên là tìm tập xác định, thì có một cái sai lầm các em thường hay mắc phải, đấy là các em thực hiện rút gọn trước, tức là thực hiện các cái phép rút gọn hoặc các phép biến đổi trước sau đó mới mới tìm tập xác định. Không được như thế nhá, ngay cái bước đầu tiên là phải tìm tập xác định, bởi vì sau khi biến đổi, sau khi rút gọn đấy mà các em đi tìm tập xác định thì có thể là nó không còn nguyên gốc như ban đầu nữa. Đấy, tập xác định này, đây chúng ta thấy có hai cái mẫu đúng không, thì bắt hai cái mẫu này là phải khác không, sin x phải khác không, sin của góc x trừ 3 pi trên 2 cũng phải khác không. Có nghĩa là gì, sin x khác không thì x khác gì, k pi rồi. Đấy, sin x cộng trừ 3 pi trên 2 khác không thì x trừ 3 pi trên 2 sẽ khác k pi, hay là x khác gì 3 pi trên 2 cộng với k pi nhé. Thì hai cái này cũng có thể được rút gọn đấy em ạ. Em nhìn này, x khác k pi có nghĩa là hai cái vị trí này, x khác 3 pi trên 2 cộng k pi, đây là góc 3 pi trên 2 cộng k pi, tức là cộng với 1 lần pi thì nó ra cái vị trí này, cộng 2 lần pi nó ra vị trí này. À, vậy tổng cộng nó phải khác 4 cái vị trí này. Đấy, hai phương trình này nó thể hiện cho 4 cái vị trí này. Bốn cái vị trí này được biểu diễn chung là gì? X khác gì? K pi trên 2. Đây tương đương với x khác k pi trên 2 nhé. X khác k pi đồng thời x khác 3 pi trên 2 cộng k pi cũng chẳng khác gì như x khác k pi trên 2 nhé. Ta ghi chú thêm vào k của giác, vì sao? Thì vẽ là thế, bốn vị trí này sẽ là gì? 0 pi trên 2, 1 pi trên 2, 2 pi trên 2, 3 pi trên 2, 4 pi trên 2, 5 pi trên 2, vân vân. Tức là nó sẽ là k pi trên 2. Thế bây giờ nhìn vào cái phương trình này, ta nên biến đổi nó như thế nào? Em nhận thấy là ta có sin x này, có sin của x trừ 3 pi trên 2 này, có sin của 7 pi trên 4 trừ x này. Thế thì như vậy có nghĩa là chúng ta có ba, có mặt ba cái thứ cả, cả sin x lẫn sin của x trừ 3 pi trên 2, cả sin của 7 pi trên 4 rồi. Đấy, thế thì ta phải nhận thấy có một điều đặc biệt là các góc 3 pi trên 2, góc 7 pi trên 4 này là những góc lượng giác đặc biệt. Và do vậy ta nghĩ đến cái việc rút gọn là trước. Ta rút gọn với sin của x trừ 3 pi trên 2 bằng cách nào? Chúng ta có nhiều cái cách để mà rút gọn. À, ta có thể sử dụng cái công thức là sin của a trừ b bằng sin a cos b, tức là cos của pi trên 2 trừ đi sin của b, tức là sin của pi trên 2 nhân với cos của a, tức là cos của x thì bằng gì ạ? Chỗ này cos của pi trên 2 nó bằng 0 mà, vậy cái cụm này bằng 0 này, sin của pi trên 2 thì bằng 1 mà, vậy ở đây ta được trừ cos x. Đấy, hoặc em cũng có thể viết nó thành sin của a, xin lỗi thì nhầm đấy nha, đây là 3 pi trên 2, 3 pi trên 2 thì chỗ này phải là 3 pi trên 2. Đấy, chỗ này cũng phải là 3 pi trên 2. Đây là cos của 3 pi trên 2 thì cũng bằng 0, đúng không? Nhưng mà sin của 3 pi trên 2 thì phải bằng trừ 1 cơ, trên chỗ này không phải là trừ x mà là cộng x. Đấy. Và cách thứ hai là em cũng có thể viết nó thành gì? Sin của x trừ 3 pi trên 2 cộng với 2 pi, vì chúng ta biết là nó tuần hoàn với chu kỳ 2 pi mà. Cộng với 2 pi thì sẽ lại viết thành sin của x trừ 3 pi trên 2, thì viết cho em dễ hình dung, cộng với 2 pi, tôi cộng 2 pi nó không có gì thay đổi nên cũng bằng sin của gì, x cộng với pi trên 2, mà nhớ là sin của x cộng pi trên 2 thì lại cũng bằng gì, cũng bằng cos x. Đó, chúng ta có nhiều cách để rút gọn đó nhé. Thầy cứ liệt kê nhiều phương án như vậy ấy, để cho các em có trong tay nhiều cái công cụ, có trong tay nhiều cái con đường, tắt đường này thì ta còn đi được đường khác, đấy là cái phương châm của thầy khi dạy các em.
ta rút gọn cái này rồi, đến sin của 7 pi trên 4 thì sao? Thì em nhận thấy là 7 pi trên 4 thì nó là một cái góc đặc biệt đó. Sin của 7 pi trên 4 trừ đi x cũng bằng 7 pi trên 4 nhé. Thì em tách nó thành gì nhỉ? Sin của 2 pi, đúng không? 2 pi tức là 8 pi trên 4 đấy, trừ đi pi trên 4 trừ đi x, đúng không? Đấy. 2 pi tức là 8 pi trên 4 gì? Trừ đi pi trên 4 thì có phải là bằng 7 pi trên 4 không? Thế 2 pi trên 4 chúng ta, à xin lỗi, 2 pi chúng ta gạch đi, còn lại sin của gì thôi? Sin của trừ pi trên 4 trừ x, đúng không? Thì nó bằng gì? Chúng ta sử dụng cái công thức đây ta, ở đây ta có quyển đẩy cái dấu trừ ra ngoài là trừ sin của pi trên 4 cộng x cũng được. Trừ sin của pi trên 4 cộng x, ta áp dụng cái công thức sin của gì? Sin của a cộng b thì bằng trừ đi mà ngoặc sin a là sin của pi trên 4, cos b là cos x cộng với sin b tức là sin x nhân với cos a tức là cos của pi trên 4. Cả sin pi trên 4 và cos pi trên 4 đều bằng căn 2 trên 2, cho nên em đặt trừ căn 2 trên 2 ra ngoài, phía trong sẽ còn cos x cộng sin x, đúng không? Kết quả sẽ trừ căn 2 trên 2, cos x cộng sin x. Đấy, thế vậy thì cái phương trình của ta, ta đọc là phương trình sau đi. Suy ra cái phương trình sau của ta nó sẽ tương đương với này, 1 trên sin x cộng với 1 chia cho sin của x trừ 3 pi trên 2, ta thế nó bằng cos x bằng 4 nhân với mà ngoặc sin của 7 pi trên 4 trừ đi x, ta viết nó thành trừ căn 2 trên 2, hay ta đẩy trừ căn 2 trên 2 ngay ra ngoài sẽ thành gì? Trừ 2 căn 2. Đấy, ta nhân ngay cái hệ số này với 4 nhé, để trừ 2 căn 2 nhân với cos x cộng sin x. Đấy, bằng cái động tác biến đổi như vậy, ta thấy là cái phương trình của chúng ta đã trở nên gọn gàng hơn nhé. Em lưu ý là trong những trường hợp mà xuất hiện những cái góc đặc biệt thì em nghĩ đến cái động tác này nên rút gọn trước. À, tương đương với đến đây thì có vẻ dễ rồi phải không? Chúng ta xuất hiện thấy cái tổng sin x cộng cos x. Ở đây chúng ta có mẫu là sin x nhân với cos x thì ta quy đầu nên sẽ thành gì? Cos x này cộng sin x này chia cho sin x nhân cos x này bằng trừ 2 căn 2 nhân với cos x cộng sin x. Một số em vẫn hay mắc phải những cái lỗi sơ đẳng là chúng ta gạch sin x với cos x ở hai vế đi. À, không được như thế nhé, vì bản chất việc gạch đi đó là gì? Chia cả hai vế cho cái tổng này rồi, sin x cộng cos x rồi. Thế mà chia cả hai vế cho một cái số nào đó thì phải biết nó có khác không hay không. Đằng này ta chưa biết có khác không hay không, chúng ta không được phép chia nhé. Thế nên phải chuyển vế. Nó sẽ thành gì? Cos x cộng sin x chia cho sin x nhân cos x cộng với 2 căn 2 nhân với cos x cộng sin x bằng 0. Để ta đặt cái nhân tử chung. Là cos x cộng sin x ra ngoài. Phía trong sẽ còn 1 trên sin x nhân cos x cộng với 2 căn 2 thì bằng 0. À, đến đây ta cho nó tương đương với một trong hai cái phương trình là cos x cộng sin x bằng 0 hoặc 1 trên sin x nhân cos x cộng với 2 căn 2 bằng 0. Đấy, ta lần lượt giải từng cái phương trình một này. Ta gọi đây là phương trình 1 đi, đây là phương trình 2 đi. Thế thì 1 sẽ tương đương với cos x cộng sin x bằng 0, tức là dạng A cos x cộng B sin x bằng 0 bằng C. Lúc này ta chia cả hai vế cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình, tức là căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình là căn 2. Đây là gì? 1 trên căn 2 cos x cộng 1 trên căn 2 sin x bằng 0 tương đương với, ở đây là cos của pi trên 4, đây cũng là sin của pi trên 4, cái này em đã khá quen rồi, cos a
cos B cộng sin A sin B thì sẽ thành cos của A trừ B. Cos của x trừ pi trên 4 mà bằng 0 thì tương đương với x trừ pi trên 4 phải bằng pi trên 2 cộng kpi, hay tương đương với x bằng 3 pi trên 4 cộng kpi với k thuộc z. Đấy, ta được cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai này, 2 sẽ tương đương với gì? 1 trên 2, xin lỗi, 1 trên sin x nhân cos x bằng trừ 2 căn 2. Vậy em sẽ được sin x nhân cos x bằng gì? 1 trên trừ 2 căn 2. Ta nhân với 2 vào 2 vế, 2 sin x nhân cos x bằng trừ 1 trên căn 2. Tại sao ta nghĩ nhân với 2? Từ cái công thức sin x nhân cos x thì ta nghĩ là nhân thêm 2 và 2 vế để được cái vế trái này thành sin của 2x nhé. Vậy em sẽ được sin của 2x bằng trừ 1 trên căn 2. Đấy, hay nói bằng sin của góc bao nhiêu độ em? Sin của góc trừ pi trên 4. Vậy ta sẽ được 2x bằng trừ pi trên 4 cộng k2pi, hoặc 2x bằng pi trừ đi trừ pi trên 4, tức là pi cộng pi trên 4 là 5pi trên 4, 5pi trên 4 cộng k2pi. Nếu vậy thì em sẽ được x bằng trừ pi trên 8 cộng với kpi. Nghiệm thứ hai là x bằng 5pi trên 8 cộng với kpi với k trục z. Đối chiếu với cái điều kiện, cái phần điều kiện thì đã xóa mất rồi đấy. Lúc nãy thầy nhắc lại nhé, lúc nãy chúng ta có cái điều kiện là x phải khác gì nhỉ? Kpi trên 2 đúng không? Kpi trên 2. Bây giờ ta kiểm tra này, 3pi trên 4 cộng với kpi liệu có vi phạm hay không? Thì nhìn vào cái biểu thức đại số, nhiều khi chúng ta không thực sự chính xác cho lắm trong việc loại đi các khái niệm, thì nhìn bằng hình ảnh nó sẽ chuẩn xác hơn nhé. X khác kpi trên 2 là bốn cái vị trí này, lúc nãy chúng ta đã viết ra ở điều kiện. Em xem này, 3pi trên 4 cộng với kpi, 3pi trên 4 đâu, là cái góc này cộng với kpi, tức là đây, đây 3pi trên 4 cộng với số lẻ đằng pi, nó là đây, cộng số chẵn đằng pi nó về vị trí này. Đấy, vậy thì cái ta cần bỏ đi là bốn cái vị trí này thôi. Thế vậy thì cái này thỏa mãn. Cái kế tiếp là trừ pi trên 8, trừ pi trên 8 ở đâu đó khoảng đây, đúng không? Đấy, cộng với gì? Cộng với kpi thì nó đây, cộng với số lẻ đằng pi ra vị trí này, số chẵn đằng pi nó trở về với cái vị trí giống như trừ pi trên 8 đây, là 5pi trên 8. 5pi trên 8 tức là bằng 5pi trên 8 tức là vượt quá pi trên 4 một chút, vượt có pi trên 2 một chút. Pi trên 2 đây tức là 4pi trên 2, 4pi trên 8 là đây, thì 5pi trên 8 nó ra khoảng đây. Đấy, 5pi trên 8 đây cộng với k lần pi, số lẻ lần pi nó ra vị trí đối xứng này, số chẵn lần pi trở về vị trí ban đầu. Hóa ra là các nghiệm của chúng ta gì? Không trùng với nhau này, và cũng không vi phạm cái điều kiện xác định này. Vậy từ đây ta dẫn đến kết luận phương trình đã cho. Phương trình đã cho có nghĩa x bằng 3pi trên 4 cộng với kpi, x bằng trừ pi trên 4 cộng với k2pi, và x bằng 5pi trên 4 cộng với k2pi với k của tổng giác. Đấy là cái ý A. Bây giờ ta sang ý B nhé. Sin mũ 3 của x trừ căn 3 cos mũ 3 của x bằng sin x nhân cos bình x trừ căn 3 sin bình x nhân cos x
Dễ nhận thấy rồi, tập xác định đây là D bằng R vì không có phép chia, cũng chẳng có phép căn. Được chưa? Bây giờ ta mới trở về việc giải phương trình này. Ta biến đổi phương trình thế nào đây? Khi đây xuất hiện sin mũ 3, đây xuất hiện cos mũ 3. Nhưng đáng tiếc là hai cái này không thể kết hợp lại với nhau được. Đấy, vì vướng cái căn 3 đây, chúng ta không khai thác cái hạng đẳng thức được. À, ta trở nhận ra bên này lại có căn 3 nữa. Thế thì có thể là chúng ta sẽ kết hợp những cái có cùng cái căn 3 lại với nhau để đặt cái nhân tử chung. Đấy, phần còn lại chúng ta hệ số cùng là 1, ta sẽ kết hợp với nhau thành một nhóm nhé. Sin mũ 3 của x trừ sin x nhân với cos bình x. Em lưu ý một điều là cái việc nhìn nhận những cái hệ số này này, nó có gì đặc biệt, nó có gì quan hệ với nhau không, đó cũng là một cái gợi ý cho ta là nên nhóm chúng lại với nhau nhé. Trừ căn 3 cos mũ 3 của x cộng với căn 3 sin bình x nhân cos x bằng 0. Đấy, hai cái này chúng ta nhóm lại với nhau, đúng không? Để bỏ trong cái dấu ngoặc thì chúng ta phải đổi dấu. Tương đương với, ở đây có cái nhân tử chung là sin x, ta đặt ra ngoài. Bên trong sẽ còn sin bình x trừ cos bình x trừ đi. Đây quan sát là nhân tử chung là căn 3 là 1 này, lại có cos x nữa là 2, nên ta đặt căn 3 cos x ra ngoài. Bên trong là gì ạ? Bên trong sẽ còn cos bình x trừ sin bình x. Tương đương với nhé. Các em quan sát thấy này. Ở đây có sin bình x trừ cos bình x. Ở đây có cos bình x trừ sin bình x. Nó giống nhau rồi. Đấy, thế thì chúng ta đổi cái dấu trừ này thành dấu cộng để cho bên trong nó đảo đi thành sin bình trừ cos bình. Đấy, vậy ta sẽ được sin x này, sin bình x này trừ cos bình x này cộng căn 3 cos x này nhân với sin bình x trừ cos bình x bằng 0. Ta đặt cái nhân tử chung là sin bình x trừ cos bình x ra ngoài, phía trong sẽ còn sin x cộng căn 3 cos x bằng 0. Ta đã phân tích được thành nhân tử rồi. Bây giờ sẽ có hai trường hợp, hoặc là sin bình x trừ cos bình x bằng 0, hoặc sin x cộng căn 3 cos x bằng 0. Đấy, ta được hai phương trình đúng không? Gọi đây là 1 và gọi đây là 2. Phương trình thứ nhất này, 1 sẽ tương đương với sin bình x trừ cos bình x bằng 0. Thì ở đây ta có thể khai thác là thành sin x trừ cos x nhân với sin x cộng cos x bằng 0 nhé. Sin x trừ cos x nhân với sin x cộng cos x bằng 0 hay tương đương với sin x trừ cos x bằng 0 sin x cộng cos x bằng 0 hay tiếp tục tương đương với mỗi phương trình này đều có dạng a sin x cộng b cos x bằng c, ta chia cả hai vế cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình sẽ được 1 trên căn 2 sin x và 1 trên căn 2 thì em có thể viết nó thành sin của 3 pi trên 4. À, thực ra nó có thể viết bằng sin của pi trên 4 đấy. À, thế nhưng ở đây ta dùng sin của 3 pi trên 4 để tiện lợi cho cái việc này. Là ở đây sẽ có trừ 1 trên căn 2 thì viết nó thành cos của 3 pi trên 4. Nhá. Đấy, nhân với cos x bằng 0. Ở phía dưới cũng là 1 trên căn 2 sin x, nhưng lúc này ta lại nên sử dụng cái sin của pi trên 4. Vì 1 trên căn 2 là sin của pi trên 4, 1 trên căn 2 đồng thời cũng là cos của pi trên 4. Đó là cái lý do. Một cái ta đưa về sin của 3 pi trên 4, cái kia ta đưa về sin của pi trên 4 nhá. Cộng với cos của pi trên 4 nhân cos x bằng 0. Do vậy em được này. Ở đây là cos A, cos B cộng sin A, sin B thì sẽ thành cos của A chia B.
cos của x trừ đi 3 pi trên 4 thì bằng 0. Ở dưới cũng vậy thôi, nhưng là cos của x trừ đi pi trên 4 nên em được x trừ 3 pi trên 4 bằng pi trên 2 cộng k pi. X trừ đi pi trên 4 bằng pi trên 2 cộng k pi. Và do vậy chúng ta sẽ được x gì bằng, ta đẩy 3 pi trên 4 đây, pi trên 2 cộng với 3 pi trên 4 thì sẽ là 3 pi trên 4 cộng với 2 pi trên 4 là 5 pi trên 4, 5 pi trên 4 cộng k pi. Và trường hợp thứ hai là x bằng, ta đẩy pi trên 4 đây sẽ được 3 pi trên 4 cộng k pi với k thuộc tập giác. Đấy là xong cái phương trình 1 nhá. Bây giờ sang cái phương trình 2 này. Phương trình 2 có dạng a sin x cộng b cos x bằng c rồi. Ta chia cho cả hai vế cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình, ở đây là a là 1, b là căn 3 thì căn bậc 2 của a bình cộng b bình sẽ là 2, đúng không? 1 phần 2 sin x cộng căn 3 trên 2 nhân cos x bằng 0 hay tương đương với góc nào có sin bằng 1 phần 2 và cos bằng căn 3 trên 2 nhỉ? Thì đó là cái góc mà 30 độ từ pi trên 6 nhé. Đây là sin của pi trên 6 nhân sin x cộng cos của pi trên 6 nhân cos x bằng 0 hay tương đương với cos a cos b cộng sin a sin b sẽ thành cos của a trừ b, tức là x trừ đi pi trên 6 bằng 0. Hay em được x trừ đi pi trên 6 bằng pi trên 2 cộng k pi, hay tương đương với x bằng pi trên 2 cộng với pi trên 6, tức là pi trên 2 thì viết thành 3 pi trên 6, 3 pi trên 6 cộng pi trên 6 thành 4 pi trên 6, 4 pi trên 6 hay là 2 pi trên 3 cũng vậy, 2 pi trên 3 cộng với k, 2 pi với k thực ra. Đấy, chúng ta có các nghiệm đây, và nghiệm ở đây nhé. Trong bài làm thì các em có thể đánh mã đây là sao, đây là hay sao, còn thầy khoanh như thế này để các em dễ nhìn thôi nhé. Không cẩn thận nếu trong bài thi mà chúng ta khoanh ấy, có thể là một số trường hợp một số em không khéo sẽ bị hiểu nhầm thầy nếu giữ bài. Đấy. Trong lúc trình bày bài thì có thể là thầy sử dụng những cái công cụ để mà đánh dấu nhé. Thì các em cũng không nên lạm dụng cái đánh dấu này, các em đánh dấu như là sao với hai sao chứ, để là đưa ra những ký tự đặc biệt vào đây. Chúng ta xem là các kinh nghiệm này nó có thỏa mãn tập xác định hay không. Là việc đầu tiên thì chúng ta biết là tập xác định của phương trình này là d bằng r, cho nên là không có cái nào vi phạm cả. Các kinh nghiệm này có trùng nhau hay không, 5 pi trên 4 và 3 pi trên 4 không liên quan gì đến nhau cả, đúng không nào? 2 pi trên 3 lại càng không liên quan. Như vậy thì chúng ta không gộp nghiệm lại được, ta đưa ra kết luận chung. Vậy phương trình đã cho có các nghiệm là lần lượt 5 pi trên 4 cộng k pi, 3 pi trên 4 cộng k pi, 2 pi trên 3 cộng k 2 pi với k tập giác. Đấy là cái câu kết luận. Câu cuối cùng đấy là từ đề thi năm 2008 khối D, giải cái phương trình 2 sin x nhân với 1 cộng cos 2x cộng với sin 2x bằng 1 cộng với 2 cos x. Tập xác định dễ rồi, d bằng r. Bây giờ nhìn vào cái phương trình này em nhận thấy này, chúng ta có cái phương trình vừa có sin x, vừa có cos 2x, vừa có sin 2x. Đấy, một phương trình này, vừa có sin x, vừa có cos x, vừa có sin 2x, vừa có cos 2x, tức là có mặt tới tận 4 cái đại lượng cơ. Thế thì chúng ta phải nghĩ đến cách rút gọn. Thế thì ta thường biến đổi cái phức tạp về cái đơn giản. Cái sin 2x này có thể biến về 2 sin x cos x nhé. Còn cos 2x thì sao? Cos 2x thì nó có thể bằng cos 2x rồi nhé. Thế
thì nó viết nháp này, nó có thể bằng cos bình x trừ sin x, nó cũng có thể bằng 2 cos bình x trừ 1, nó cũng có thể bằng 1 trừ đi 2 sin bình x. Đấy, một trong ba cái này. Vậy ta nên sử dụng cái nào? Thì tùy từng tình huống nhé. Như tình huống này, chúng ta có trong tay để 1 cộng với cos 2 hay. Thế thì ta nên sử dụng cái công thức thứ hai này, nó bằng 2 cos bình x trừ 1. Để làm gì? Cái 1 này với cái trừ 1 này sẽ tự triệt tiêu, nó làm cho cái phương trình của chúng ta trở nên đơn giản hơn nhé. Đấy, thì lưu ý là tùy từng tình huống mà ta nên sử dụng cái nào đó trong ba cái này. Để tương đương với 2 sin x nhân với 1 cộng với 2 cos bình x trừ 1 cộng với 2 sin x nhân cos x bằng 1 cộng với 2 cos x, hay tương đương với này. Bây giờ ta rút gọn cái này với cái này hết đi đúng không? Sẽ còn lại gì? 4 sin x nhân với cos bình x cộng 2 sin x nhân cos x bằng 1 cộng với 2 cos x. Bây giờ lại dừng lại để quan sát. À, ở đây có những cái nhân tử chung em ạ, đúng không? Là sin x với cos, 2 sin x cos x đặt ra ngoài, 2 sin x cos x đặt ra ngoài, trong còn gì? 2 cos x cộng 1. À, phía bên phải của chúng ta là cái gì? 1 cộng với 2 cos x thì chẳng khác gì 2 cos x cộng 1 đúng không? Và ta đẩy ngay nó sang phía bên trái, trừ đi 2 cos x cộng 1 bằng 0. Đến đây thì lại xuất hiện một cái nhân tử chung. Là gì nhỉ? 2 cos x cộng 1. Đấy, em đặt nó ra ngoài nhé. Phía trong sẽ còn 2 sin x cos x trừ 1. 2 sin x cos x trừ đi 1 bằng 0. Ta cho nó gọn gàng thêm bởi nữa đêm ạ. 2 sin x cos x về thực chất là sin của 2x. 2 cos x cộng 1 nhân với mở ngoặc sin của 2x trừ 1 bằng 0. Thế thì ta sẽ có 2 cos x cộng 1 bằng 0 hoặc sin 2x trừ 1 bằng 0. Đây tương đương với, cái này thì chúng ta không cần tách ra nữa mà giải ngay lập tức được đấy. Cos của x bằng trừ 1 phần 2, còn sin của 2x bằng 1. Tương đương với cos của x mà bằng trừ 1 phần 2, tức là cos của x bằng cos của cái góc 2π trên 3. Vậy em sẽ được x bằng 2π trên 3 cộng k2π, hoặc x bằng trừ 2π trên 3 cộng k2π. Đấy, trường thứ nhất. Trường thứ hai, sin của 2x bằng 1 thì 2x sẽ bằng π trên 2 cộng với k2π. 2x sẽ bằng π trên 2 cộng với k2π. Đây, chúng ta viết cho nó gọn gàng lại này. Trường hợp thứ nhất em được x bằng 2π trên 3 cộng k2π. Trường hợp thứ hai thì là x bằng trừ 2π trên 3 cộng k2π. Và trường hợp thứ ba là x sẽ bằng π trên 4 cộng với kπ. Với k thủ chắc. Và chúng ta rất dễ dàng nhận ra được là những cái công thức nghiệm này này không thể gộp chung lại được, vì giữa 2π trên 3 với trừ 2π trên 3 với π trên 4 chẳng có gì liên quan cả. Đấy, ta không thể gộp chúng lại được. Đấy. Và ta dẫn đến ngay kết luận là vậy phương trình đã cho có nghiệm là ta lần lượt liệt kê các nghiệm của nó ra. Rồi, bây giờ chúng ta tạm nghỉ trong ít phút rồi thì lại tiếp tục hướng dẫn các em các cái bài trong đề thi năm 2009.